Sao thầy biết chỗ này hay vậy ạ? Nếu biết trước, em sẽ rủ My về Quyên đi cùng. Chúng nó sẽ tha hồ mà chụp ảnh sống ảo. Và nếu như có chúng nó cũng sẽ vui hơn. Tiện thể hôm nay được nghỉ học, đi picnic luôn ạ. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ muốn chăm sóc một bệnh nhân duy nhất. Đấy là em thôi. Vì tôi có phải ba đầu sáu tay đâu. Làm sao quản lý nổi đám quỷ bọn em. Đi thôi. Nếu không muốn cài đứa cũng ngã xuống nước. Đưa ta đây. Từ từ thôi. Tất nhiên. Ánh mắt em thấy là sao đấy? Này, tôi mở nhà hàng thật, nhưng mà không đến nỗi là đến lấy rồi tự nhận là mình nấu đâu. Đây là... Ý em không phải thế. Chỉ là em không nghĩ người như thầy mà cũng biết nấu ăn thôi. Người như tôi là sao? Thì em nghĩ là mình sẽ được ăn gà rán ở căng tin, chứ không nghĩ là mình sẽ được ăn gà rán do chính tay thầy làm. Em cứ coi như đây là lời xin lỗi của tôi đi. Sao lại xin lỗi ạ? Vì thầy rồi khiến cho em bị cảm lạnh. À, vụ đó cũng là vì thầy muốn tốt cho bọn em thôi mà, có gì đâu. Mục đích tốt, nhưng mà kết quả lại xấu. Nói tóm lại là ngày hôm nay ăn thật nhiều, ăn thật no. Và chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé. Ăn thử đi. Sao thể tốt với em thế? Đơn giản là tôi muốn em mau chóng khỏi bệnh. Tôi sẽ bớt đi mặc cảm tội lỗi, rồi nhanh nhanh đi học đi. Nói thật là không có em ở lớp, không có ai để tranh cãi cũng buồn. Ăn thử đi. Hóa ra là thế ạ. Đừng nói với tôi là trong đầu em bây giờ đang có một cuốn truyện ngôn tình đấy nhá. Ai bảo thế ạ? Em không thích ngôn tình. Tôi cũng thế. Cái tên xấu xa này dám lừa mình. Được lắm. Sinh viên nói xấu thầy giáo sau lưng phải xử thế nào? Thầy mang sách cho em thật à? Đơn giản là vì tôi không muốn sinh viên nào của mình phải rớt vào học này thôi. Nếu thế tôi sẽ phải đóng vai người thầy khó tính. Mệt lắm. Đúng rồi đấy ạ. Và em sẽ cảm thấy rất là áp lực khi phải đến trường đấy. Tôi thực sự đáng ghét đến thế cơ. Một chút. Một chút. Ý của em là một chút. Nếu là lúc mới quen nhau chắc là em sẽ không trả lời thế này đâu. Một chút. À, em vào nhà đây. Cảm ơn thầy nhá. Ngọc này, tôi vẫn còn một món quà dành cho em. Đoán đi. Chắc lại là sách ạ? À? Thầy muốn em ở thức nguyên đêm làm bài tập à? Sai rồi. Chỉ lần này thôi đấy. Em biết là uống trà sữa buổi đêm sẽ bị béo. Thầy biết mà. Nhưng em vừa đăng lên Facebook là thèm trà sữa mà. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi phải vất vả lắm mới mua cốc trà sữa này đấy. Tất nhiên là tiện đường nhưng mà... Ai thầy cũng thế à? Nếu không thích thì thôi vậy. Đây đây. Anh cảm ơn thầy nhá. Này.
Chúc em ngủ ngon. Alo thầy ạ. Vâng, em đến rồi. Thầy đang ở đâu đấy? Sao thầy lại hẹn em đến đây ạ? Xin lỗi em, vì tôi có hẹn xem phim. Vậy nên phải phiền em tới tận đây. Vâng ạ, thầy cần về xem giúp em nhé. Tôi sẽ có kết quả sớm. Hy vọng là mấy buổi nghỉ vừa rồi không làm ảnh hưởng đến kết quả của em. Em cảm ơn thầy. Em xin phép thầy ạ. Ngọc này. Dạ. Kẻ Du Hành Trên Mây. Nghe nói là một bộ phim rất đáng xem đấy. Em chúc thầy có buổi xem phim vui vẻ nhá. Tôi nghe Quyên nói là em rất mong chờ phim này mà. Ý thầy là sao ạ? Thêm một lời xin lỗi vì việc làm em bị ốm. Xin lỗi thế này có tốn kém quá không? Lỗi nặng mà, tôi phải chấp nhận thôi. Nhưng mà em còn chưa xin phép bố mẹ nữa. Quên ạ? Mày xin phép từ lúc nào đấy? Phim sắp chiếu rồi đấy. Đêm bù thế này tôi vẫn thấy hơi thiếu thiếu. Thêm một chầu ăn khuya nữa nhá. Thôi em xin thầy, bây giờ mà ăn nữa em thành con lợn mất. Tôi thấy phụ nữ hơi mập một chút, phòng hai đầy đặn cũng hấp dẫn mà. Dùng từ phụ nữ có vẻ hơi sai với em đấy ạ. Tôi xin lỗi. Nhưng mà cũng không phải buổi học, chả phải là tiết ngoại khóa gì cả. Có nhất thiết là phải là một điều thầy, hai điều thầy như thế này không? Em vẫn chưa nghĩ ra từ gì để thay thế. Hơn nữa em cũng chưa hoàn thành xong học phần của thầy mà. Chỉ còn 3 buổi nữa là kết thúc khóa học. Em sẽ tiếp tục cuộc đời sinh viên của mình. Còn tôi, chắc là tôi không hợp với vai trò một người thầy. Tôi sẽ về phụ giúp cửa hàng của mẹ và hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ gì ạ? Nhiệm vụ mẹ tôi đề ra trong 2 năm tới: tìm người yêu, lấy vợ, rồi lập gia đình. Cũng đúng. Thế 28 tuổi rồi mà, không quá sớm, cũng không có muộn để lập gia đình. Thế đã nhắm ai chưa? Có muốn em giới thiệu cho không? Tôi có rồi. Một cô gái khá xinh đẹp và vô cùng cá tính. Chúc mừng thầy nhé. Cảm ơn em. Bây giờ không còn là giáo viên của em nữa, tôi sẽ đưa cô ấy đến ra mắt, được không? Được chứ. Nếu như lúc đó thầy vẫn muốn giao lưu với cả bọn em. Tất nhiên rồi. Tôi đang mong sớm đến ngày đấy đây. Được hợp tác với trường cũng vui, nhưng mà lúc nào cũng phải ra vẻ nghiêm ngắn chỉnh chu trước mặt mọi người cũng mệt phết. Chắc em phải vào nhà rồi, không mẹ đợi. Lại nói rồi à? Thầy về cẩn thận nhá. Ngủ sớm đi, thức khuya sẽ có hại cho sức khỏe đấy. Em vào nhà thật đây. Bye bye. Thầy ơi, lần sau thầy đừng đến nhà đón em nữa nhé. Không không, vì hôm nay tôi có việc nên tiện đường qua đây chở em luôn thôi.
Nhưng mà sao thế? Chuyện này rất khó để giải thích. Nếu như khó giải thích, tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà chiều nay sau khi tan học, tôi muốn đưa em đi kiếm một số tài liệu rất có ích cho việc giành học bổng của em đấy. Sao thầy biết? Tôi còn biết là em muốn học tiếp lên thạc sĩ nữa cơ. Mẹ em nói với thầy đúng không? Không phải mẹ em nói, là tôi đoán thôi. Lộ trình cơ bản của sinh viên bây giờ mà. Hình như là em thấy đi với tôi không được xứng đôi, cho nên hôm nay quyết định ăn mặc style kiểu bà gì thế này đây à? Trông già với cả thắm lắm ạ. Không, trông rất xinh.